hai chấm này đúng không? Rồi, bây giờ đây thì có cái câu lệnh chúng ta cần phải truyền tham số dữ liệu vào để cho nó thực hiện câu lệnh XQ, tương tác với cơ sở dữ liệu cho dễ. Thì chúng ta bình thường chúng ta sẽ có các câu lệnh ví dụ như kiểu là insert into table, các cột là đóng mở ngoặc, tên cột 1, 1, 2, 7, 1N và value, những cái giá trị tương ứng đúng không? Thì ví dụ như giá trị ở cột 1 này nó là kiểu dữ liệu là string, là number đi, là number đi, thì chúng ta hoàn toàn có thể đô la ID vào đây cũng được. Ngoặc điền cái giá trị là ID là số ở đây cũng được. Thì khi mà output ra một cái ID chúng ta mang giá trị 1, cái đoạn đóng mở ngoặc nó sẽ bằng số 1 luôn đúng không? Tiếp theo với cái email, cái này là string, dữ liệu là dạng string hoặc dạng getTime, thì chúng ta phải điền giá trị vào đây là ví dụ đô la name đúng không? Ví dụ như này. Thì khi mà điền vào đây cái name nó có giá trị là một cái bằng tiền. Cái bằng tiền như này. Thì các bạn lưu ý khi mà cái dữ liệu của chúng ta là dạng string, nó yêu cầu nó cái biến này nó mang giá trị là string ấy. Thì khi mà output ra nó biết thẳng dấu phẩy cái này là chữ nguyên bằng tiền. Như này thôi. Đúng hay sai? Sai. Sai chắc củ luôn. Bởi vì ở kể cả trong SQL chúng ta phải thêm dấu phẩy để vào đầu. Đúng không? Hai cái dấu nháy thì nó mới hiểu đây là một cái chuỗi rồi insert vào những cái kiểu dữ liệu chỉ từ là chuỗi đúng không? Tương tự với các cái mặt khác thì ở đây chúng ta có hai cách viết. Cách thứ nhất là như này, vẫn là đô la nên phẩy hai đầu như này được, nhưng mà cái này nó có yêu cầu là cái phẩy ở ngoài này là phải hai phẩy này. Được chưa? Nếu bạn nhớ được bạn viết phải thoải mái chẳng vấn đề gì cả, được chưa? Đấy, đấy là một cái. Nhưng mà nếu chúng ta đặt như này, nếu chúng ta đặt như này đúng không, thì chúng ta sẽ đặt cho những cái vị trí chúng ta sẽ đánh dấu ở trong câu SQL này là những cái vị trí, sau đó tôi nhét dữ liệu vào những cái vị trí tương tự và tương ứng bằng một cái giá trị mà tôi có thể tính đổi trong này, để cho khi người ta biết cái này để tránh khỏi cái việc là cái câu SQL mà chúng ta lẫn lộn giữa string và code về về nó lẫn lộn nhiều quá khó kinh nghiệm. Ví dụ như đây, nhắn đoạn này lên trên kia rất là nhỏ và tỷ lệ sai rất là cao đúng không? Cho nên là người ta tạo ra cái kiểu file value này để giúp chúng ta nhét những cái giá trị đã được biến đổi hoặc không biến đổi vào trong câu lệnh SQL dễ dàng hơn. Và tất cả cái kiểu này nó đều đưa ra dạng string hết nếu chúng ta biết chống ý này. Còn nếu mà chúng ta muốn ép sang một kiểu dữ liệu khác của SQL ấy, thì chúng ta thêm một cái phương pháp nhớ nhầm thì chúng ta phải chọn ra cái dạng để định nghĩa ra cái biến này và cái vị trí này và cái biến này nó là kiểu dữ liệu này. Nhưng mà thực ra chúng ta chẳng cần, không cần biết để làm như thế, bởi vì SQL nằm bên trong ngay SQL. Mới nhất khi mà chúng ta insert kể cả kiểu dữ liệu, cái cột đấy là kiểu integer, chúng ta insert chữ vào nó cũng nhận. Được chưa? Thế cho nên chúng ta không cần quan tâm đến cái kiểu dữ liệu ép sàn làm gì cả. Chúng ta chỉ cần ném vào như này là những cái vị trí tương ứng ở đây thì nó sẽ đưa lên, đưa lên, đưa lên. Được chưa? Đấy là cái file value trong video cung cấp của chúng ta. Còn thắc mắc gì không? Bây giờ này, chúng ta sẽ học đến phần đối tượng học chưa? Đây, học đối tượng rồi đúng không? Đối tượng thì nó có thuộc tính, nó có phương thức. Thế nhỉ? Ta dạy những khái niệm xây tích chưa? Rồi đúng không? Rồi, ok. Rồi, dạy những xây tích rồi thì làm gần như một khoản thi học. Tiếp theo chúng ta sẽ đến các tính chất ở trong lập trình của đối tượng. Đó là như thế nào và code là làm sao? Thì tính chất ở trong lập trình của đối tượng ấy nó có bốn tính chất, bốn tính chất được sắp xếp như sau, bao gồm tính chất trừu tượng, tính kế thừa,
tính đa hình và tính đóng gói. Bốn tính chất này đi từ cái một nhé. Thì đầu tiên cái trừu tượng là cái gì? Tính trừu tượng là cái tính chất dễ nhất mà cũng là cái khó hiểu nhất. Ví dụ nhá, quay trở lại với cái bài toán chúng ta là tạo một công thức. Bây giờ cái tôi có một cửa hàng, tôi bán sản phẩm bán hàng, tôi lập cái tính sách tay. Bây giờ các bạn dùng cốt PHP để cốt cho một cái khóa mô tả được cái tính đấy. Đấy, đi các bạn làm thử rồi. Một cái lớp để giúp mô tả cái tính sách tay. Từ đấy, cốt nhà. Tôi sẽ tạo ra một cái lesson 02. L02 new file là computer.php. Nào Tiến nào, tạo tôi một cái lớp để giúp nó mô tả lại cái máy tính. Tính cái gì? Class computer. Nhìn nha, nhìn tôi đặt tên như nào mà đặt tên y như vậy nha. Đừng có viết như này tôi đập cho đấy. Viết như này là đập đấy. Nha. Thứ nhất, tên các cái file chứa class thì đặt tên cho nó đúng cú pháp vào. Và tên class cũng đặt đúng cú pháp cho tôi. Rồi, class computer. Sao nữa? Và đô la màu sắc và hãng sản xuất thì đó và dòng máy đô la và đô la cấu hình. Dạ. Và kích thước. Rồi, thuộc tính vậy thôi. Gì nữa? Function. Hiển thị. Nè. Đây à. Rồi, tiếp. Gì nữa? Cái gì? Nhận lệnh từ chuột đấy. Ông bị ảo à? Cho đấy vào đây làm gì? Trong một cái website ông cần cái gì ở cái máy tính? Trong một website, ông cần cái gì ở cái máy tính của ông? Ừ? Cần lấy cái máy tính thuộc hãng sản xuất nào này? Cần lấy cái máy tính này có giá là bao nhiêu này? Cần lấy cái máy tính này có gì? Thông số chi tiết như nào này? Đủ chưa? Chỉ cần vậy thôi. Thì ở đây chúng ta nên có những cái function. Đây là ở web nhé, chứ không phải là mô tả này. Nó thực tế, nó bật máy như nào, nó tắt máy như nào đâu. Chúng ta cần hành động gì? Ừ, đúng rồi. Thì chúng ta cần cái hành động gì của nó để phục vụ cho cái việc hiển thị cái máy tính này ra ngoài màn hình á. Thì chúng ta tạo ra những cái phương thức để giúp chúng ta lấy thông tin. Ví dụ như lấy ra hãng sản xuất, get hãng sản xuất, đúng không? Như này. Rồi phương thức là set function. Function set thông số đóng mở ngoặc à, set xin lỗi các bạn, set thông số đô la thông số thì chúng ta sẽ có là đô la this trỏ đến thông số và cấu hình
bằng cái thông số truyền vào. Đấy. Vậy thôi. Được chưa? Xong tính chất trừ lượng đấy. Có vậy không? Nãy giờ là xong rồi. Tính trừu tượng chẳng qua nó là giúp chúng ta mô tả lại cái đối tượng ở ngoài thực tế vào trong cái hệ thống của mình, trở thành một class. Có vậy thôi, đấy là tính trừu tượng. Trừu tượng hóa của đối tượng thì nó là biến đổi cái đối tượng gồm thuộc tính và các cái hành động mà chúng ta cần cái đối tượng đấy đưa vào trong hệ thống thì chuyển thành một class, viết các cái thuộc tính attribute và các cái action function ra thế sao? Xong tính trừu tượng. Được chưa? Cực kỳ dễ, tính chất này cực kỳ dễ. Nhưng mà nói thì có hiểu được. Được chưa? Ví dụ tôi cho các bạn xem một cái lớp mà tôi viết trông nó như thế nào. Ví dụ lớp đây. Con sinh viên poly. App này. Product này. Đây. Một cái lớp tôi viết này. Đây là thuộc tính nhá. Đúng không? Constant này. Constant này. À quên nhầm, đây là constant này. À đây là attribute này. Đây là constant này. Đây là attribute nữa này. Đúng không? Đây là hàm này. Đây là về sản phẩm. Sản phẩm này thuộc cái bộ môn nào? Thì lấy ra bộ môn này. Sản phẩm này thuộc kỳ mấy? Lấy bộ kỳ ra này. Sản phẩm này thuộc loại sản phẩm gì? Sản phẩm này là nó là cái video, là cái gallery hay là một cái sản phẩm website chạy được thì lấy ra. Sản phẩm này có những cái ảnh nào? Lấy ra. Sản phẩm này có tạo bởi sinh viên nào? Lấy ra. Lấy đây là lấy tên sinh viên tạo sản phẩm này. Lấy toàn bộ thông tin của sinh viên làm ra cái sản phẩm này. Lấy ra cái sản phẩm này có được làm bởi sinh viên này không này. Đấy, lấy ra URL của sản phẩm này. Lấy ra cái YouTube ID của cái video của cái sản phẩm này. Đúng không? Hầu hết là get. Hầu hết là get. Đấy, đấy là những cái hàm giúp chúng ta tương tác với các cái đối tượng. Xong chưa? Chúng ta cần cái gì chúng ta gọi. Chúng ta tạo những cái hàm để chúng ta lấy thông tin ra ngoài. Được chưa? Đấy là một cái đối tượng và chúng ta đưa cái tính chất trừu tượng vào cốt. Vậy rồi. Xong thì trừu tượng. Có bạn thắc mắc gì không? Sau này tính trừu tượng chỉ có vậy thôi. Hết rồi. Tiếp theo này. Tính kế thừa. Tính kế thừa thì nó có cái gì? Lại nhân viên. Thì có bố. Có mấy bố? Một bố. Rồi, ok, một bố. Có thấy mình giống bố ở cái điểm nào? Không, bố có. Chuyện gì? Được, giống thôi. Không đẹp gái là được. Rồi, ok. Vậy tính kế thừa cũng vậy. Nhưng mà chúng ta ở ngoài đời chúng ta có cha có ông thì đúng không? Chúng ta phải kế thừa lại một cái tính chất nào đấy của những người đi trước, người sinh thành là mình. Đúng không? Thì ở trong vùng lập trình của đối tượng cũng vậy, chúng ta cũng có thể là một lớp này kế thừa một lớp khác. Như thằng Tiến ấy, nó chỉ có một bố thôi đúng không, kế thừa một bố. Thì ở trong code PMP của chúng ta hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác, khi mà kế thừa chúng ta chỉ kế thừa một lớp khác. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có như sau. Đây lớp computer đúng không? Đây lớp máy tính này, tôi tạo ra một cái lớp nữa. New file. Tên là lớp laptop .php. Xong. Bây giờ tôi sẽ code PHP ở đây. Và tôi sẽ có một cái class là laptop. Kế thừa cái lớp gì? Kế thừa cái lớp computer. Và để kế thừa được chúng ta phải require nó vào đây. Rồi đấy. Xong, tôi chẳng viết cái gì thêm. Có vậy rồi. Được chưa? Đấy, kế thừa nó chỉ có như này thôi. Xong rồi xem này. Xem này. Đây tôi có một cái file index.
index.php. Code PHP cho mày. Tôi sẽ tiến hành require one cái file laptop.php. Sau đó tôi có một cái biến là $Lenovo bằng new laptop. New laptop. Bây giờ tôi va đâm ra cái biến Lenovo này. Các bạn nghĩ nó sẽ ra cái gì? Nó trong computer. Sao lại là computer? Bật sao đây nhỉ? Đây chạy rồi. Localhost sược PT123.1.2 BT2L02. Ôi giời ơi, require one. Computer fail to open stream. Là sao? Là sao? Thế nó báo sai ở đâu đây? Báo sai ở file laptop.php đúng không? Đây, sai ở file này. Đấy, hai thằng này cùng thư mục mà. Tại sao lại fail? À đúng rồi, tôi viết là cái computer. Nhìn tinh phết. Đó. Màu sắc kích thước hãng sản xuất. Được chưa? Thế vậy sao? Ở đây có gì? Khi cái laptop của chúng ta kế thừa computer đúng không? Thì mặc nhiên nó sẽ kế thừa toàn bộ tất cả các thủ tính, tất cả các function nằm ở trong lớp trào. Tương đương với việc thằng laptop này nó cũng sẽ có những cái thuộc tính mặc định, đó là màu sắc, hãng sản xuất, dòng máy, cấu hình, kích thước. Bây giờ tôi thử gọi một cái hàm nằm trong lớp computer này, đó là hàm hiển thị nhá. Ở đây nó sẽ echo ra hiển thị cấu hình. Được chưa? Hiển thị cấu hình này. Và ở ngoài index này chúng ta sẽ có là Lenovo trỏ đến hiển thị. Đóng ở ngoài hiển thị cấu hình. Mặc dù trong cái lớp laptop nó không hề có cái hàm đó hay cái hành động đó, đúng không? Thì khi mà chúng ta gọi hàm của một cái đối tượng con, của lớp con, thì PHP nó sẽ tự động kiểm tra trong cái lớp đấy xem nó có cái hàm mà chúng ta vừa gọi không. Nếu không có thì kiểm tra lớp trang, được chưa? Nếu mà lớp trang không có thì mới báo lỗi. Còn nếu mà lớp trang có thì hiển thị lớp trang. Xong chưa? Tiếp tục. Chúng ta có thêm một cái lớp nữa là lớp ông. Đây là lớp đồ điện tử. Đồ điện tử. Tôi chẳng biết cái từ này viết tiếng Anh là gì. Đồ điện tử.pp class class name tên là đồ điện tử. Chẳng extend bốn con thằng nào. Trong này nó có một cái thuộc tính là và năm sản xuất, và có một cái hàm và hàm là function set get đi năm sản xuất luôn. Echo ra đây hiển thị năm sản xuất. Xong. Bây giờ cái lớp computer của chúng ta sẽ kế thừa cái lớp đồ điện tử. Chúng ta sẽ có như sau. Require one cái đồ điện tử .php. Và thằng này sẽ tiến hành extend đồ điện tử. Xong. Bây giờ tận cái file index chúng ta gọi đến cái hàm là năm sản xuất. Được chưa? Đây là gọi từ lớp ông hiển thị năm sản xuất. Được chưa? Cái này cái việc chúng ta làm ấy, là khi mà đã
lớp một lớp đang có những cái thủ tính, đang có những cái action, thì kể cả lớp 6, lớp 6, lớp chút, lớp chích của nó cũng được bình thường. Đúng chưa nhỉ? Cả về thủ tính và hành động. Đơn giản là xong chưa? Đấy là về cái kế thừa. Còn là mang gì nữa? Còn này cũng dễ, có hai cái phần của nó. Cái thứ nhất là cái từ Excel. Cái thứ hai là gọi, cái logic của nó gọi, khi gọi hình hàm hoặc gọi thông tin. Nếu cái lớp mà chúng ta gọi nó không có thì nó kiểm tra cái lớp mà cha của nó, lớp ông, lớp cũ của nó. Đúng chưa? Cứ đi lên như vậy. Thì đấy là cái tính kế thừa. Tiếp theo là cái tính đa hình. Ngày sau, tính đa hình có gì? Tiến nhà tiến có mấy anh chị em? Hai à? Trên là chị em là ai? Em là cái trai em cả. Con trai à? Con trai của tôi bố. Con trai. Rồi. Thế vậy thì ở đây chúng ta có hai lớp con, đúng không? Lớp tiến và lớp thằng em là gì? Huy à? Rồi, có lớp tiến và lớp huy cùng kế thừa lớp bố, đúng không? Lớp bố có cái hành động là đi ngủ, đúng không? Hành động đi ngủ của bố sẽ dẫn đến một cái hành động khác, đó là tác động đến đối tượng mẹ là đi ngủ cùng, đúng không? Đấy là hành động đi ngủ nhá. Còn hành động của lớp tiến đi ngủ, đúng nhá? Lớp tiến thực hiện hành động đi ngủ là mang cái chai vào đi ngủ, đúng không? Hay còn gọi là mang cái lọ và đi ngủ, được chưa? Còn hành động của Huy, của lớp Huy thực hiện hành động ngủ thì là mang con gấu vào đi ngủ, được chưa? Thế vậy thì ở đây là chúng ta có mấy lớp? Có 3 lớp, đúng không? 3 class. Trong 3 class đấy đều có cái thủ tính, có cái hành động là đi ngủ, đúng không? Nhưng mà mỗi một hành động nó sẽ có một cách thức diễn ra khác nhau, đúng nhỉ? Mỗi một hành động sẽ có một cách thức diễn ra khác nhau và dựa vào tùy vào thuộc vào đối tượng đó nó là cái gì thì nó tự định nghĩa ra một thứ và kết quả sẽ diễn ra, đúng chưa? Của thằng nào thì thằng ấy ngủ chứ không phải là lỡ lộn được, đúng không? Đó thì đấy là cái tính đa hình. Khi một đối tượng kế thừa một đối tượng khác thì như sau này, khi có chúng ta có lớp parent, có một lớp parent và lớp child, đúng không? Lớp parent này có các hành động là ăn thì nó sẽ echo ra là một. Khi mà có lớp child này thực thi nó kế thừa lớp này, kế thừa lớp parent mà nó không định nghĩa ra cái phương thức ăn thì khi mà nó gọi đến ăn thì tương đương với nó gọi đến cái hàm của parent này, đúng không? Thì nó sẽ vẫn là echo ra một. Còn tuy nhiên nếu nó thích nó có thể viết được ra một cái function tên là ăn đóng mở ngoặc và ở dưới này nó echo ra là 2, đúng không? Thì ở đây khi một cái thằng đối tượng kế thừa đối tượng khác nếu mà nó muốn viết lại một cái hành động nào đó thì nó có thể viết vào đây và khi người ta gọi đến cái hành động này thì cốt bên đây sẽ kiểm tra trong cái đối tượng con này có cái hành động này không. Nếu có thì thực thi của thằng con của ba của cha, còn nếu ở trong thằng con không có thì thực thi của thằng cha và bỏ qua thằng con, được chưa? Và chúng ta có lớp try 1 và try 2. Hai thằng này, thằng thì thích modify lại cái hàm anh này, thằng không thích thì kệ mày, đúng không? Miễn là mày tao lại cùng kế thừa của ông. Nếu mà tao ăn kiểu khác, ví dụ tiền ăn một đũa và tao nghe ăn một thìa thì vẫn hoàn toàn chấp nhận được cái kiểu đấy, đấy nhỉ? Cái này người ta gọi là override. Viết lại phương thức, viết lại cách thực thi cái phương thức đấy, được chưa nhỉ? Thì đấy là tính đa hình. Trong một cái hệ sinh thái mình thích làm gì, cái đối tượng nào
thích làm gì thì tự kệ nó làm thôi, chẳng ảnh hưởng đến thái bình thiên hạ, đúng không? Thì đây là cái tính đa hình. Thì các bạn, cái này nó sẽ có áp dụng, cái này chắc chắn sẽ có áp dụng ở trong mấy nữa chúng ta làm ABC sẽ có. Tính chất cuối cùng là tính đóng gói, cái này nó gọi là cái khó nhất. Tính đóng gói nó gọi là khó nhất. Có cần demo, code demo về đa hình không? Hả? Cần demo về đa hình không? Hả? Cái gì? Ông hoàn hẳn thế, dạo này ông hoàn hẳn thế. Không, đến đâu thì phải xong đến đấy, chứ đừng có làm thế, loạn đấy. Ví dụ nha, chúng ta có đây là lớp laptop đúng không? Bây chúng ta có lớp máy bàn. New file. Đây là desktop.php. Class. Desktop extend computer thằng này cũng require one cái file computer .php ở trong thằng cha, cái lớp cha của nó có cái hàm hiển thị này đúng không? Tôi đi copy cái này, tôi vứt vào trong cái hàm desktop, ở trong cái lớp desktop cũng hiển thị cấu hình của máy bàn, thấy chưa? Thì ở trong index này chúng ta sử dụng cả laptop cả desktop, và tôi sẽ có một cái máy Acer bằng new desktop. Thằng này cũng gọi đến hàm hiển thị. Thằng Acer này cũng hiển thị. Cũng hiển thị. Bây giờ chúng ta coi xem nó khác nhau như nào nhé. Để echo xuống. Được chưa? Cái thằng laptop thì nó không biết lại cái phương thức hiển thị, thì nó sẽ sử dụng ở trong lớp cha của nó có cái tính là có cái phương thức hiển thị là biết ra là hiển thị cấu hình. Còn cái lớp desktop nó đã biết lại cái hành động là hiển thị, thì nó thêm hai cái chữ là máy bàn này. Được chưa? Thì nó khi mà thằng con mà có cái hàm rồi thì nó sẽ chạy cái hàm của con, chứ không chạy hàm của chạy. Được chưa? Đấy là cái tính đa hình. Cái thuật extend không? Ừ. Đa hình là chẳng thế nào cả, thích thì viết thôi. Đây đa hình đây. Lớp computer có cái hiển thị nhá. Lớp desktop kế thừa cái lớp computer. Và nó muốn modify viết lại cái lớp ở cái hàm hiển thị. Thì cứ thế nó viết thôi. Chỉ là viết lại thôi mà. Được chưa? Những cái này thì nhìn kiểu văn kiểu dạng ngữ nghĩa thì nó lằng ngoằng và giải thích nó khó, nhưng mà thực ra khi viết ra thì nó chẳng có cái gì cực kỳ dễ. À đây còn mở rộng một chút nữa về cái kế thừa thì quên đây nhá. Chúng ta ở lớp computer, tôi tạo ra một cái hàm như sau. Function static function là ghép cấu hình, từ từ nha, ghép cấu hình, được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái model bằng new static và chúng ta sẽ có là model cho đến cấu hình
model cho đến cấu hình bằng get class của thằng model và đâm ra cái biến model. Nhìn rõ chưa? Bây giờ chúng ta đang tắc ở đây đúng không? Yeah. Đang tắc ở cái static này là cái gì đúng không? Bây giờ chúng ta coi nhá. Tôi lấy ra get cấu hình này, index này. Chúng ta có thằng laptop. Đây là thằng một thằng laptop này. Tôi sẽ lấy là laptop 2.2. Get cấu hình. Và tôi sẽ tiến hành là chẳng làm gì nữa cả. Ở đây là tôi desktop get cấu hình. Không phải va đam ở trong kia rồi. Các bạn xem cho tôi xem là cái static kia nó là cái gì. Object là gì? Object thằng trên là gì? Object thằng dưới là gì? Đây, cấu hình thằng dưới là desktop, cấu hình thằng trên là laptop. Có gì hot ở đây? Hàm của chúng ta là hàm gì? Hàm static. Đúng chưa? Rồi, hàm là hàm static. Nhưng mà trong hàm này tôi muốn trả ra một cái object thuộc về cái loại mà chúng ta tiến hành là 2.2. Đây này, các bạn nhìn thấy ở đây laptop không? Laptop 2.2 đúng không? Ở dưới này là desktop 2.2 đúng không? Thì cái static này, cái static này, nó chính là cái laptop hoặc là cái desktop đấy. Được chưa? Nó chính là cái lớp mà chúng ta gọi cái hàm static này. Xong chưa? Đây nhá. Chúng ta có cái computer có hàm static function gì đây, x. Yeah. Ở đây chúng ta có model, cái biến model bằng new static. Okay. Là chúng ta có lớp và desktop. Extend này. Chúng ta có lớp laptop. Cũng extend này. Bây giờ trong này coi như không có gì. Bây giờ ở ngoài index .php chúng ta có một cái biến là Lenovo bằng laptop 2.2 x này. Thì cái static này nó tương đương với việc là d cái laptop thì vẫn ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành là new laptop đúng không? Đúng nhá. Thì nó là tương đương với công việc gì? Tạo ra một cái đối tượng thuộc về lớp laptop. Xong chưa? Đi chưa? Rồi. Thế bây giờ chúng ta tiếp có một cái insert bằng desktop 2.2.x. Thì tương đương với cái điểm b cái chữ desktop thì vẫn còn thay thế xây dựng này đúng không? Đi chưa? Thế mục đích tạo ra cái này là gì? Mục đích tạo ra là gì? Vậy chúng ta để này. Đây tôi tạo ra một cái gì? Model đúng không? Và chắc chắn khi tôi tạo ra model, tôi sẽ return cái model này. Return cái model này chắc phủ luôn. Đúng không? Bây giờ cái hàm này, cái insert này bây giờ nó làm cái gì rồi? Chạy cái hàm này return cái gì? Hàm này return cái gì? Đúng rồi, quan trọng là chức đối tượng. Được chưa? Cái hàm này nó trả về cho chúng ta đối tượng đúng không? Mà đối tượng thì sao? Thực thi một hàm đối tượng thì bằng cách nào? Có phải là thực hiện là bằng đúng tên như này gọi cái hàm y, ví dụ hàm y đó bằng cái nào? Đúng chưa? Xong chưa? Thế bây giờ là sao? Thế vậy thì cái này nó trả về đối tượng này, thì mình biết luôn ra ngoài này nha.
desktop 2.2.x. Cái này nó trả lời đối tượng đúng không? Bây giờ tôi viết như thế này có được không? Nghĩ kỹ ra thế này có được không? Được. Tức quá chứ. Bởi vì bản thân cái cả cái đoạn này nó là một cái module. Nó là một cái module, là một cái object. Mà object gọi thêm một cái hành động thuộc về cái object đấy chẳng có gì cũng được. Đúng chưa? Xong chưa? Bây giờ chúng ta để ý này. Chúng ta để ý này. Trong thằng Laravel, đâu nhỉ? HTTP này, controller này. Sao lại mở cái này nhỉ? Đây. Chúng ta nhìn thấy gì? Có thể dùng cái gì chúng ta vừa biết không? Cái hàm này có ý nghĩa là như sau. Lấy ra tất cả các cái môn, tất cả các cái môn thỏa mãn điều kiện là cái is major bằng 1. Tương đương với câu lệnh, ở đây chúng ta sẽ dùng câu lệnh SQL sẽ như sau. Select sound from subject where is major bằng 1. Được chưa? Như vậy thì sau này chúng ta có gì? Nếu mà chúng ta đây là mới có where một cái major. Nếu mà sau này chúng ta chuyển thành where name line hỏi chấm cái gì? Chúng ta có biết cái hàm khác không? Không. Hàm thì giống hệt chứ. Hàm thì sẽ giống hệt. Chẳng qua là giá trị ở trong này hàm số chuyển vào khác thôi. Đúng không? Chỉ là biết lại hàm số rồi. Hàm thì giống hệt, hàm số biết lại. Vậy có phải ok không? Phải ok không? Không. Chẳng về gì có thêm cả. Đúng không? Tại vì sao? Chúng ta biết một hàm rồi. Thậm chí ở đây chúng ta biết hai hàm. Nhưng nó làm sao? Phục vụ được nhiều đấy. Thì cái này nó là cái. Nếu mà trong gì thì nó gọi là active record. Ở trong Laravel thì nó gọi là eloquent. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể tự mình làm ra một cái tương tự như vậy. Đúng không? Thông qua thức tao lờ vậy, các bạn tao lờ biết cái đầu tiên luôn luôn là cái setting. Sau rồi đến cái thứ hai luôn luôn là phần sử dụng. Được chưa? Giờ tôi thử các bạn xem nhé. Tôi thử các bạn xem. Đây nó là thuộc tính kế thừa ở trong cái PP thôi. Sẽ tạo một cái thư mục tên là model. Trong cái thư mục này tôi sẽ tạo ra một cái file tên là base. Model.pp. Xong. Tôi sẽ có class là base model. Rồi. Xong chưa? Chúng ta có bảng user đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Cái gì nhỉ? Static function where. Đây là nhận một cái array. ARR bằng array rỗng. Chúng ta tự viết cách của mình thì nó dễ hiểu thôi. Rồi chúng ta có như sau này. Model bằng new static. New static.
Sau đó chúng ta sẽ có là model trỏ đến Query Builder bằng select sound from, các bạn xem from nhé, cộng với model trỏ đến table name. Xong model trỏ đến Query Builder nó sẽ cộng bằng với một cái chuỗi, một cái chuỗi where cái gì chúng ta sẽ có if, tạm thời chúng ta where như này nhé, where if cao của cái ARR bằng 2. Chúng ta cứ tạm thời cho là nó sẽ bằng 2 hoặc bằng 3 tham số. Được chưa? Cứ cho như vậy đi, tí nữa tôi sẽ demo cho các bạn xem. Nếu mà bằng 2 này, chúng ta sẽ có là model trỏ đến Query Builder cộng bằng ARR ở vị trí 0. Được chưa? Cộng với một cái chuỗi bằng hai chấm value 1 mà thôi, bằng cái này luôn đi, bằng cái biến là ARR ở vị trí số 1. Xong vứt đấy, keep cao của cái này bằng 3. Thì chúng ta sẽ có cái này. Chúng ta sẽ cộng thêm cái khoảng trắng thôi. ARR có nhìn thấy không? Được chưa nhỉ? Sau đó return model. Bây giờ chúng ta coi đấy nhá, tạm thời coi đấy nhá. Có bảng là bảng new này, user.php. Xong, trong này có duy nhất một cái là đó là cái biến public $tablename bằng user. Xong, giờ về index. Rồi. Bây giờ coi cái mô đồ chúng ta có gì nhá. Ôi giời ơi. Return. Cú pháp lỗi base model dòng 17. Tưởng lỗi gì chứ lỗi cú pháp thì còn chữa được. Dòng 17. Hả? Ở đây. Thiếu một cái ngoặc này đúng không? Undefined constant ARR dòng 12. Chắc là tôi thiếu cái đô la nào đấy. Đây.
Đấy. Query URL bằng gì? Được chưa? Select sao? From user where ID 1 đúng không? Tiếp tục này. Bây giờ là tôi where name like %% Tiến. Sao? Được chưa? Tiếp tục này. Chưa hết, cái này chưa xong, vẫn còn nữa. Tiếp tục này. Bây giờ ví dụ tôi có một cái bảng, đây là bảng product nữa. Product.php. Chúng ta ở index này chúng ta sẽ thêm cái bảng, thêm cái model là product nữa. Đúng không? Bây giờ sao? Việc select dữ liệu từ các bảng bây giờ có dễ không? Bây giờ tôi thêm hàm get đấy nhá. Các bạn coi này, bây giờ tôi thêm hàm get này. Function get thì chúng ta sẽ có cái biến con bằng $this trở đến get connect. Return rồi this get connect. Sau đó chúng ta có biến STMT bằng con trở đến prepare cái $this trở đến query builder. STMT trở đến execute và ST result cái biến result bằng STMT trở đến cái gì? Fetch on. Ở đây tôi để là PDO 2.2. fetch trừ class bằng get class của cái model hoặc của cái this. Sau đó tôi sẽ tiến hành return cái result. Lấy tên lớp mà. Bây giờ có gì nhá? Chúng ta trỏ đến cái get nữa là xong đi. Oh, server name. Biến server name product. Chờ đi. Base model cái gì nữa? Ở đây đang trỏ đến this đúng không? Array không, bởi vì product không có mà, cái bảng này không có. Nhưng mà tôi trỏ đến user thì sao? À, sao không có user gì à? Chờ tí nha. Đây ví dụ tôi lấy ra PHP 1706 nhá. Base model đây là PHP 1706. Ồ, không ra gì luôn này. À, đăng live. ID, ví dụ ID khác không chẳng hạn, đúng không? Nhanh không? Thì khác gì lấy hết đâu. Tôi chỉ muốn chứng minh một điều là cái code của tôi nó chạy, nó có thể thực thi được các câu lệnh select thoải mái. Mà chúng ta chỉ cần đơn giản là đổi các cái tham số thì là xong đúng không? Đây, để tôi hiển thị cho nó tử tế.
Được chưa? Đây là lệnh lấy ra hết này. Đúng không? Bây giờ tôi thay đổi câu lệnh select này. Bây giờ select name line Vân nhá. Name like %% Văn. Nó còn hai cái, một cái là Nguyễn Anh Văn, một cái là Văn đẹp trai. Thế bỏ mất cái thằng còn lại rồi đúng không? Thằng còn lại là thằng Thiện DH. Bỏ. Đúng chưa? Đây là ứng dụng của gì? Của kế thừa. Được chưa? Chúng ta còn ứng dụng được cái này trong cả insert update không? Chưa hết đâu. Insert update cũng làm được. Rất là nhanh. Đây nhá, tôi giải thích lại cho các bạn một lượt này. Logic nó sẽ chạy như sau này. Đầu tiên chúng ta có user, cái lớp user đúng không? 2.2.where đúng không? Thì nó chạy vào trong cái lớp user, không có cái hàm where, không có hàm static where đúng không? Thì nó phải tìm đến lớp cha của nó, lớp base model đúng không? Rồi, lên lớp base model hàm where. Đúng có đúng không? Thì đầu việc đầu tiên của nó tạo ra là tạo ra lớp static. Ở đây lớp static này tương đương với cái gì? Lớp gì? User. Chính xác. Xong chưa? Tạo ra lớp user rồi. Bây giờ có gì? Tiếp theo, tôi xây dựng ra cái câu select với cái table name từ lớp static. Đây nha, model đang ở user đúng không? Cái model này đang ở user đúng không? Chúng ta có trỏ để tạo ra một cái thuộc tính attribute bằng một cái string select sound from cộng với model trỏ đến table name. Trỏ đến này là trỏ đến cái gì? Thuộc tính của lớp gì? Lớp user. Đúng không? Mà bây giờ cái biến table name bằng cái gì? User. Xong chưa? Rồi xong. Tiếp. Tự tạo ra lúc nào chả được. Thằng này không đi học buổi trước không biết gì. Chém. Thích là mình tạo ra thôi. Ừ. Tạo ra thuộc tính, gắn giá trị thuộc tính. Chẳng vấn đề gì cả. Tiếp theo này. Chưa thêm một cái phép where đúng không? Nhá, thêm phép where này. Bây giờ có gì? If nếu mà cái mảng ARR này của chúng ta chỉ truyền hai tham số thôi, chỉ truyền hai element thôi, thì tương đương là các bảng đúng không? Các so sánh bảng. Và nếu mà truyền vào ba tham số thì tương đương với cái so sánh các từ custom, nó thay dấu bằng một cái từ custom đúng không? Có thể là các sẽ lớn hơn, nhỏ hơn, line, đúng chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta có gì? Cứ cho là hai tham số đi. Thế đây là có select sound from user where, đúng không? Where tham số thứ nhất là tên cột bằng giá trị của cái element thứ hai sẽ chuyển vào, đúng không? Xong chưa? Bây giờ tiếp theo là gì? Trả về cả nguyên cả cục cái mô đồ này, trả về nguyên cục luôn. Xong chưa? Rồi bây giờ thế là xong như que nhá. Xong với que chưa? Đây, thế là chúng ta kết thúc ở đây. Nó trả về một cái gì? Cuối cùng nó trả về một cái gì? Object cùng với một cái thuộc tính là query id bằng câu select sao gì đấy, đúng không? Query gì đấy. Xong chưa? Em còn được dễ. Từ từ để tôi giải thích xong cái ghép này đã, xong tôi làm cho em where all, where all, where all, cái gì where all, phải được chưa? Rồi, hiểu cái ghép được chưa? Rồi, tiếp theo mình ghép cái gì? Cái hàm ghép này còn hàm còn dễ hơn cái hàm ghép kia không? Đây. Hàm ghép này nó lại có trong base model đúng không? Ở trong các cái hàm kia không có. Hàm ghép thì có gì? Tạo ra connect, prepare câu query builder, rồi execute the fetch dữ liệu và trả ra. Đây xong.
Thế thì cái này không có gì khó đúng không? Fed glass của mình là gì? Fed glass. Fed glass. Get glass cái gì? Đấy. Thích thì cho xem nó cái gì. Quen tay. Tôi đổi thành product nhé. Hả? Cái gì? Ở API của VP lấy ra tên, tên lớp. Nhà quê chẳng biết gì. Sao? Còn đây cái lấy ra tên lớp nữa cơ. Thử nhá. À đâu nhỉ? Quên cái cách kia rồi. Thôi rồi, để tôi tìm sau. Được chưa? Ở đây thì nó sẽ ép kiểu sang. Nó ép kiểu sang một cái lớp mà chúng ta viết tên vào đấy. Xong chưa? Ở đây tên nó sẽ là phải là tên động. Người ta user 2 chấm thì phải ép kiểu sang user. Người ta product 2 chấm thì phải ép kiểu sang product. Được chưa? Xong. Bây giờ đến câu lệnh là câu lệnh thằng Dã Doãn hỏi là end where đúng không? Rồi, end where. Cái này sẽ không thể nào là static được. Chắc chắn luôn. Thấy chưa? Chúng ta sẽ có một hàm là end where. End where. ARR nhận như cũ. And hiểu chưa? Xong chưa? Đó, bây giờ end nhé. Các bạn khác có hiểu không? Đây, cái câu này nó chạy như này. Name line A này. Được chưa? A thì nó có rất nhiều đúng không? A ít ra nó sẽ ra hai cái giá trị đúng không? Đây là user này. And where này. ID lớn hơn 1. Bây giờ tôi sẽ tạm thời tôi dừng cái này lại. Bây giờ chúng ta sẽ có cái va đâm ra cái model. À, cái user. Đây. Rồi các bạn xem cái end where nó có cái gì. Lúc đấy khi mà where chúng ta có cái gì? Select sound from tên bảng where còn name line A đúng không? Bây giờ chúng ta có cái gì? Khi mà có end where này. Ồ. Base model dòng 24. À đây là this. Xin lỗi các bạn, this. Dòng 32. Đây query đây. Đúng chưa? Lúc này nó dừng lại ở cái name line A này. Bây giờ chúng ta nối thêm cái bảng end ID bằng cái gì đấy. Đúng chưa? Thì chưa nhỉ? Đấy, xong bây giờ lại get ra. Lấy dữ liệu ra thì lại thêm cái get này vào. Em ghét này vào. Ra hai thằng, một thằng là 4, một thằng là 5. Bây giờ ID phải lớn hơn 4. Ủa? Chờ gì nhá. ID bằng 3, một thằng bằng 4, à ID phải lớn hơn 3. Đây nó chỉ còn một đứa, bao gồm tên sẽ chứa chữ A đúng không? Và ID của nó sẽ lớn hơn 3 thì nó bằng 4 là thoải mái rồi đúng không? All where thì cũng vậy, all where thì dễ. Sửa mỗi chữ em thì all, xong. Đúng không? Xong.
Xong chưa? Đấy là những cái ứng dụng của tính gì? Vừa ở đây vừa có tính kế thừa, vừa có tính đa hình không? Đa hình là cái thêm một bên. Đó. Lớp nào, đây này, ở trong logic này của tôi là gì? Tôi đã xây dựng một cái lớp base model để giúp tôi tương tác lên cơ sở dữ liệu dễ hơn. Đúng không? Nhưng mà tất cả những cái lớp mà ta chỉ xây dựng bản cơ sở dữ liệu ấy, nó sẽ cái cứ sử dụng vào trong cái mô hình này của tôi thì các cái lớp đấy luôn luôn bắt buộc phải có một cái thuộc tính là table name bằng tên cái bảng nó đại diện. Bắt buộc cái đấy là cái điều bắt buộc, không có thì thôi khỏi chơi, không chơi nữa. Được chưa? Vậy thôi, đấy là tính đa hình. Xong, bây giờ thì đồng quái. Cái này cực kỳ khó. Cái này cực kỳ khó chứ không dễ đâu, và các bạn phải làm. Các bạn phải làm được cái này, không làm được thì học lại, thì sau sẽ phải làm được. Và cái này tôi bảo, tôi đảm bảo các bạn nhé, cả cái Việt Nam là chỉ có mình tôi dạy thôi. Em nghĩ vậy. Không kiếm được nguồn ở đâu đâu. Bởi vì cái này tôi nghĩ là tôi làm quá nhiều project tôi bắt trước chúng nó. Thế nên không dám nói cả thế giới, nhưng mà ở Việt Nam chắc chỉ có mình tôi dạy thôi. Cho nên là các bạn phải học được, không học được thì từ sau phải học cái môn này nữa. Cho nó nhanh. Được chưa? Tất nhiên cái này ai cũng nghĩ ra được, ai cũng sẽ nghĩ ra được. Nhưng mà để đưa vào bản dạy này và để cho các bạn làm được cái này và ứng dụng nó cũng dễ đâu. Cái này tính ứng dụng cực kỳ cao. Sau này chúng ta muốn lấy câu lệnh gì, tìm cái gì, xong sau đó là ví dụ chúng ta có mô đồ chọn đấy, xếp văn. Tôi vẫn biết đây là cái mô đồ mới hay là mô đồ ABC, cứ xếp văn là đi. Cứ có ID thì làm sao? Thì làm ABC, còn cứ không có ID là đi sớm hơn. Đó. Sau này các bạn phải làm gì cả. Và code nó rất là phức tạp, xử lý ít ra nhiều. Nhưng mà như vậy cái tư duy lập trình của các bạn sẽ lên đấy khá là nhiều. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái tính chất cuối cùng là tính kế, là kế thừa rồi, tính đóng gói. Đóng gói. Bây giờ cho chúng ta 10 phút đi đọc một cái tính đóng gói. Luôn. Đọc. Đọc biểu. Đọc cho tôi cái tính đóng gói. Tôi đẩy cái cốt vừa rồi lên. Ừ. Thế mới phải bắt công đọc. Buồn cười. Vừa mới nói khỏi mồm xong hỏi lại được luôn. Tài thật. Chân quá. Thank you.
mấy tháng rồi, được 4 tiếng đồng hồ, ok. Chuyển thông nghiệp là sao? Chuyển thông nghiệp và access, truy cập. Ví dụ như em ông ấy, để thằng khác đánh ông ngay không? Nhưng ông đánh có được không? Đây! Ừ! Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Không được nghĩ cái phức tạp thế. Nghĩ đơn giản thôi. Ông giải thích tôi không hiểu đâu. Hãy để đến cái phạm vi nhá. Phạm vi là cái dấu đóng mở hoặc nhọn. Đây, xong cái này sớm cho về sớm. Và tất nhiên về vẫn phải làm bài tập. Bao giờ làm xong chưa? Hả? À, cái bài file, cái bài ôn, cái bài file ấy. Ôn cái on ấy. Đấy sẽ ốp luôn vào trong này. Ốp luôn vào trong cái bay model. Dùng PDO nhá. Thằng nào không dùng PDO trừ 5 điểm. Ví dụ như thằng Doãn. Đứa nào mà code không comment trừ 2 điểm nữa nhá. Comment vào, ví dụ như này này. Comment vào. Người ta mới hiểu là mình làm cái gì. Sao mấy thằng kia xong chưa? 5 thằng đúng không? Thằng Linh, thằng Hiếu, thằng Tiến, thằng Tuấn với thằng bên cạnh còn lại thằng gì? Nam đúng không? Thằng áo xanh. Thằng đấy cũng Tiến, hai thằng Tiến cả. Rồi, bọn này chỉ giỏi bán đứng nhau. Nào xong chưa? 5 thằng ấy, mỗi thằng lấy cho tôi một cái ví dụ, không thì tôi sẽ ghi vào sổ của bạn. Nghe này. Mỗi thằng lấy cho tôi một cái ví dụ về cái tính đóng gói này. Tôi cho từ giờ cho đến 10 giờ 50. Không, ví dụ tốt. Bạn phải giải thích được. Thằng Doãn nữa nha.
Mày không lấy được ví dụ thì liệu hồn. Giải thích được à? Thì ông sẽ không bị trừ điểm. Dám đòi mặc cả với mình. Đấy, to gan. Cái gì? Thông báo lịch sinh hoạt trước khi đi thực tập. Không biết. Năm nay thực tập có vẻ đắt. Gì? Năm nay thực tập trở nên đắt hết. Đắt. Gắt, gắt. Gắt. À, gắt từ lâu rồi. Đây là trước khi em làm dự án không? Ai biết? Sau khi em làm dự án không? Ừ, như thế. Thấy các ông thực tập như shit đi, chúng ta phải làm tăng. Xong chưa Doãn? Rồi, Doãn trước à? Trong gói. Đúng rồi, ví dụ.
Vâng, vâng cái giá này. Thì cái pháp lý thì nó phải làm cơ sở trung tâm điều hướng. Bên ngoài là bây giờ. Bây giờ mình tạo được là nhiều hơn. Nhiều hơn. Nhiều bên này. Thì mình lấy trung tâm điều hướng. Từ bên ngoài. Thì chúng ta cũng đến rồi đây, rồi tôi giải thích cho. Thằng Doãn nó nói đúng rồi nhá. Cái tính đóng gói này này là nó muốn nói đến cái phạm vi truy cập của các cái thuộc tính cũng như là các cái hành động của một đối tượng và khi nào và ở đâu chúng ta có thể truy cập đến nó như sau. Để tạo ra một cái file tên là đóng gói. Đóng trừ gói .php. Trong này tôi sẽ có một class tên là parent. Parent model. Tôi sẽ có một cái biến là public bằng nhầm xin lỗi các bạn. Public giá trị là PUB $PUB. Tôi sẽ có một cái protected biến là PROT, một biến nữa là private đô la bằng PRIV. Được chưa? Xong. Bây giờ các bạn coi nhá. Ở phía ngoài tức là ngoài cái phạm vi này, ngoài phạm vi cặp dấu ngoặc này. Được chưa? Chúng ta tiến hành new cái biến là test bằng new parent model class đóng một ngoặc này đúng không? Và bây giờ tôi sẽ tiến hành là test trỏ đến pub bằng 1 rồi tôi vào đăng cái biến test. Được chưa? Xem nhá. Đóng trừ gói .pp. Còn thì pub bằng mấy? Pub bằng 1 đúng không? Bằng cái giá trị chúng ta vừa mới set cho nó đúng không? Cái biến PROT bằng protected này, bằng null này. Cái biến PRIV bằng private này, giá trị bằng null này. Thì giờ bây giờ coi tiếp nha. Bây giờ tôi tương tác với cái biến pub này thoải mái đúng không? Tôi gán được giá trị cho nó, tôi ở đây nó hiển thị ra được thì tôi thấy được nó có giá trị ra không chưa? Rồi tiếp tục này. Bây giờ tôi thử gán cho nó một cái biến là test trỏ đến PROT bằng trung NQ. Được chưa? Được chưa? Sao? Báo lỗi là cannot access property PROT. Cannot access là không thể truy cập được. Được chưa? Cái biến nào là biến protected thì ở ngoài phạm vi của cặp dấu ngoặc của nó. Trước hết là của nó đã. Thì các bạn không thể thay đổi được giá trị cũng như là lấy được giá trị của nó ra ngoài. Không lấy được. Được chưa? Lấy ra sẽ báo lỗi. Bây giờ tôi echo cái này ra thử nhé. Bây giờ tôi sẽ có một cái hàm. Thế vậy bây giờ nếu chúng ta không xét được giá trị cho nó thì làm thế nào để xét được giá trị cho nó? Chúng ta phải có một cái hàm ở trong này là public function. Public function set PROT bằng value, bằng null, nếu không có gì thì bằng null. Chúng ta sẽ có là $this trỏ đến PROT bằng value. Như này chúng ta mới set được giá trị này. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái này vào đây. Trung NQ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ va đặt. Đấy bằng gì? Được chưa? Phải gọi đến hàm để gán giá trị cho nó. Xong như nhỉ? Bây giờ là sau cái đoạn này, sau cái đoạn này thì là cái PROT đã có giá trị là trung NQ rồi nhá. Bây giờ tiếp theo này, echo ra cái test trỏ đến set
PR cho đến PROT. Lỗi không? Lỗi chắc luôn. Không gán được cũng không lấy được. Những cái là protected và private không gán được, không lấy được ở phía ngoài. Xong chưa? Hiểu chứ nhỉ? Rồi, thế vậy lấy ra bằng cách nào? Lại hàm, một hàm nữa. Public function get PROT thì return cái $this trở đến PROT. Cái này thì được. Echo s trở đến get PROT. Tạm thời comment thằng này vào. Chỉ lấy được kiểu này thôi, chẳng lấy được bằng cách nào nữa cả. Được chưa nhỉ? Thế cho nên sinh ra hai khái niệm là get set. Là vì thế. Được chưa? Xong. Tiếp theo này, chưa hết, thằng protected chưa hết nhá. Các bạn coi này. Cắt đi. Thế bây giờ tức là cái thằng này PROT là ngoại bất xuất xuất à, nội bất xuất, ngoại bất nhập rồi đúng không? Không có hàm get set thì nó không thể nào lấy dữ liệu, cũng không gắn được dữ liệu đúng không? Rồi, xong. Tôi có class là try model extend parent model. Rồi. Xong chưa? Bây giờ tôi sẽ new cái test này bằng try model. Và tôi tiến hành làm cái trò này. Liệu có được không? Rồi. Refresh rồi đấy. Tức là chạy rồi đúng không? Vẫn lấy được đúng không? Được chưa? Tức là thằng protected này hoàn toàn có thể kế thừa được. Và trong những cái hàm kế thừa thì nó được phép. Được phép gì? Thay đổi cái giá trị được xét là protected. Xong chưa? Thế nếu mà chúng ta áp dụng cái này cho private có được không? Đây nhá, chúng ta thử nhá. Set PRIV. Nghe như HIV. PRIV value bằng dụng null này. Đây, this trở đến PRIV. Trở đến value. Được chưa? Rồi, bây giờ test bằng try model. Xem được nhá. Đi. Đây. Chung NQ đẹp trai. Sao? Được không được? Nhìn lại nào. Nhìn lại đi. Đây này, là PRIV đây này. Đây mới là PRIV ban đầu này. Thấy không? Nó thuộc về cái gì? Thuộc về lớp model, lớp cha. Hiểu không? Thuộc về lớp cha. Và giá trị kiểu dữ liệu là private, giá trị bằng mấy? Null. Đây là chúng ta nhìn cái kiểu này này. Cái kiểu này là thể hiện cho cái gì? Public. Nhìn thấy biến pub không? Nó không có cái protected gì hay là private gì đúng không? Thấy thằng này là public đúng không? Đây thằng này cũng là public này. Tức là nó không xét được cái giá trị đấy của thằng cha, mà nó sẽ chủ động tạo ra một cái thuộc tính mới. Được chưa? Là public để gán giá trị cho nó. Đấy là cái protected. Thì chúng ta để ý cho tôi nhắc lại một lần nữa này. Cái nào là public thì ở phạm vi phía ngoài của cái lớp này, hoặc phía trong của cái lớp này, hoặc trong lớp con, ngoài lớp con, bất kể đâu có thể xét được. Bất kể ở vị trí nào cũng có thể xét được giá trị và lấy được giá trị của nó ra. Được chưa? Thuộc tính protected thì chỉ có thể được truy cập đến khi nằm ở trong phạm vi cặp giống ngoặc này, hoặc trong phạm vi cặp giống ngoặc của cái lớp kế thừa nó. Chứ lớp mà nó kế thừa không động đến đâu nhá. Tức là lớp cha của nó nữa ấy, thì không lấy được, nhưng mà lớp con thì sẽ xét được giá trị. Được chưa? Đấy là protected. Còn private thì chỉ có những cái gì nằm trong cái hàm đấy với xử lý được. Ví dụ tôi set giá trị cho thằng private, tôi có một cái public function. Đây tôi đi copy cái thằng ở dưới kia,
Cắt cái này đi. Này có được không? Sao? Nó không còn sinh ra thêm một cái PRIB nữa đúng không? Mà nó xét luôn giá trị cho của thằng cha. Được chưa nhỉ? Thì đấy nó là truy cập đến cái phạm vi là ở trong này, ở trong cái cặp dấu ngoặc này nó mới xét được, chứ ra ngoài nó thì chịu. Được chưa? Đấy là tính đóng gói. Cái này để đảm bảo an toàn cho các cái thông số của cái lớp, để cho ngoài nó ra không chỗ nào có thể truy cập được. Vậy thôi. Được chưa? Phần này nó sẽ khá là khó hiểu, nhưng mà hầu như ở chỗ nào phải dùng, ở đi đâu phải dùng. Chỗ nào cũng sẽ là public, chỗ rồi thì protected function nhiều lắm, nên các bạn bắt buộc phải làm quen và học được nó. Vậy thôi. Được chưa nhỉ? Buổi sau chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn nha. Rồi, ok, chúng ta chỉ vậy thôi. Có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Thắc mắc gì? Hả? Đề bài ấy hả? Đề bài cực kỳ dễ. Tôi viết sẵn nhé các hàm, các bạn về tự phin vào nhé. Base model này. Chúng ta đã có hàm where, hàm and where, đúng không? Gì nữa nhỉ? First order by rồi cho limit thì không biết có khó quá không? Không, cho limit nữa. Cho à quên nhầm, đến đây rồi. Đấy, phim cho tôi ba cái hàm này nữa. Cộng thêm những cái hàm hôm trước của chúng ta, nó là cái hàm static function on static function file one. Đó, đủ chưa? Nữa không? Có chứ, đẩy lên. Thế thôi à?